là con loài dị thảo. Dục đã mất chưa leo hơi xương đã xong, chị em mình sẽ tới nơi rồi. Em thấy mình đúng quá chị ơi, lực kiệt rất tàn, em khéo đành gục quất. Em ơi, dân làng canh đang mong chờ mỏi mắt, mong chúng ta về đời tân tinh thôi. Em hãy tĩnh tâm một lát, sức sẽ hồi dạo. Mày nên kéo đến ầm ầm, chỉ là mình biết tin sao?
Thầy ta ban cho một đặc ân, hãy lấy dòng máu của mình nhỏ vào những phiến đá, sẽ thấy loài cỏ lạ mọc ngay. Nhưng các ngươi nên nhớ, một chiếc lá chỉ cứu được một mạng người, nhưng không cứu được cho người đã lấy máu nuôi mình. Thôi, hai người hãy làm ngay kẻo buồn. Dạ, chúng con xin đa tạ sơn thần ạ. Chị Mơ ơi, vậy là lời thỉnh cầu của chúng ta đã thấu biển trời xanh, thấm sâu vào lòng đất, nên đã được sơn thần cứu giúp. Có lá rồi, mình sẽ về chữa bệnh cho bà con. Cây thuốc quý được mọc lên từ phiến đá. Thời khắc you